ma trong căn nhà cũ. Tập 3. Sao lại nói là nửa thân người của một cô gái? Bởi vì người đó chỉ có một nửa thân trên, lặng lặng đứng trên bệ cửa sổ mà nhìn chúng tôi. Tôi chỉ về phía cửa sổ nói với Lý Hải Ninh: thứ kia đang ở đó. Lý Hải Ninh căn bản không tin lời tôi nói. Đột nhiên anh ấy nói với tôi một cách hằn học: em đừng náo loạn nữa, hôm nay anh làm em là cái chắc rồi. Nghe thấy Lý Hải Ninh nói những từ này, tôi chợt thấy kinh hãi. Không biết tại sao anh ấy đột nhiên lại nói với tôi những lời như thế nữa. Tôi hơi nghi hoặc, cũng rất đau lòng. Từ khoảnh khắc đó tôi liền hiểu ra rằng tôi ở trong lòng Lý Hải Ninh thật ra chẳng là gì cả. Nhìn thấy tôi khóc, Lý Hải Ninh vẫn không để tâm. Anh ta từ trên người của tôi ngồi dậy, bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa cười với tôi. Tôi nhìn nụ cười của anh ta, cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Ngay lúc anh ta đang cởi được một nửa, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng bộp bộp lộp cộp, giống như là tiếng chân trần của ai đó chạy loạn trong phòng. Âm thanh đó cực kỳ quen thuộc với tôi, có điều cũng là cơn ác mộng cả ngày lẫn đêm của tôi. Thế nhưng hiện giờ khi nghe được lời được nó, tôi cảm thấy âm thanh này thật tuyệt vời, giống như một loại âm thanh tự nhiên. Tôi nghe thấy, Lý Hải Ninh đương nhiên cũng nghe thấy. Anh ta sững người một lát, đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó hỏi: tiếng gì vậy? Tôi nhìn Lý Hải Ninh đang ngồi trên người mình, sau đó nói: chẳng phải anh nói muốn thử xem thứ đó thế sao? Nó đến rồi đó. Lý Hải Ninh có chút ngờ vực, nhưng mà anh ta chắc hẳn đang cực kỳ căng thẳng. Tôi đoán thế là vì nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, không muốn thừa nhận bản thân đang sợ hãi, ra vẻ ung dung nói: cho dù có đến thật anh cũng không sợ. Em cho rằng anh sẽ bỏ qua cho em sao? Lý Hải Ninh nói xong lại nhào lên người tôi. Nhưng vào lúc này đèn trong phòng bỗng nhiên lóe lên, sau đó vụt tắt. Lý Hải Ninh chạy ra ngoài, trên người không mặc gì cả. Tôi đoán anh ta đã bị dọa cho đến chết sợ rồi. Trước khi tháo chạy, anh ta còn run rẩy nói: bị thứ gì đó sờ vào bàn chân. Sau Lý Hải Ninh, rất nhiều năm sau đó tôi đều không yêu ai nữa, mãi cho đến khi gặp được Lưu Dương. Sau khi Lý Hải Ninh bỏ chạy, phòng khách sạn bỗng trở nên lạnh đến đáng sợ. Trong bóng tối tôi nhìn thấy có một ai đó đang ngồi xổm trên ghế bất động. Kể từ hôm đó, tôi dần cảm thấy thứ đó thực ra cũng không dọa người đến vậy. Tôi cũng không còn sợ hãi nhiều nữa. So với Lý Hải Ninh, tôi thậm chí thấy nó còn dễ thương hơn. Đương nhiên chuyện nó quấy nhiễu tôi không vì thế mà thay đổi. Mỗi đêm nó vẫn như cũ sẽ xuất hiện trong ký túc xá, có lúc đứng trên cửa sổ, có lúc lại ngồi trên ghế. Nửa đêm trên ghế thường phát ra tiếng ồn ào, có những khi không ngủ được tôi còn nói chuyện với nó nữa. Chỉ là trước giờ chưa từng đáp lại lời của tôi, nhiều nhất chỉ là ghé sát bên tai tôi rồi cười một tiếng. Đêm trước buổi lễ tốt nghiệp đại học, tôi không cẩn thận làm mất lá bùa vàng. Tôi không biết mình đã đánh mất nó ở đâu và vào khi nào, chỉ biết rằng lá bùa đã không còn nữa. Đêm mất đi lá bùa, tôi cảm nhận được thực sự nó đã tới rồi. Lặng lặng nằm trên giường của tôi, sau đó duỗi tay vào trong chăn, đôi tay lạnh lẽo sờ từ chân đến lưng tôi. Tôi không dám cử động, mồ hôi lạnh chảy đầy người. Tôi không chợp mắt suốt cả đêm, cả người run bần bật liên tục từ nửa đêm cho đến rạng sáng. Sau khi trời sáng, điều đầu tiên làm là tôi quyết định đi về hướng nam, bởi vì tôi muốn chạy trốn nên mới rời khỏi đây. Thế nên rốt cuộc phải đi đâu bản thân tôi cũng không rõ. Sau đó tôi gọi cho bạn thân mình, cô ấy nói mình hiện đang ở trường xa. Thấy vậy tôi không còn chút do dự đến để mình đến kìm cậu. Mẹ không thể hiểu nổi quyết định này của tôi, nhưng khi tôi nói với bà lá bùa đã biến mất, gương mặt mẹ bỗng dưng kinh hãi, dường như so với tôi còn sợ hãi hơn. Có điều sau khi sợ hãi qua đi, bà bình tĩnh giúp tôi thu dọn hành lý, sắp xếp quần áo, còn đưa cho tôi 3.000 tệ. Đến chiều mẹ dẫn tôi đi mua vé. Lúc lên tàu hỏa mẹ không ngừng khóc ôm lấy tôi, nhưng từ đầu tới cuối một câu giữ tôi lại cũng không nói. Tôi ở trên tàu nhìn thành phố đang dần lùi xa, cảm thấy như mình đang nằm mơ. Dường như tất cả những điều này không phải là thật, tôi chỉ là đang mơ một giấc mộng dài mà thôi. Thế nhưng trên tàu, người đến người đi khiến tôi rõ ràng một điều: tôi thật sự đã rời xa thành phố này, rời xa thứ đã theo bám mình suốt nhiều năm. Nghĩ đến đây trong lòng tôi thế mà lại xúc động, tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể chạy thoát rồi. Khoảng thời gian sống ở trường xa,
đã trải qua cuộc sống cực kỳ thoải mái và tự tại. Mỗi ngày tôi cùng bạn thân đi khắp nơi ăn uống, đi ca hát nhảy múa vui vẻ. Đương nhiên công việc cũng không tệ, tương đối ổn định, thu nhập cũng tốt. Tôi và bạn thân của mình thuê một căn hộ 2 phòng ngủ. Chúng tôi trang trí nhà theo ý thích của mình, thường xuyên ăn chơi say xỉn. Tất nhiên chỉ khi ở trong nhà của mình chúng tôi mới như vậy. Tôi đem chuyện xảy ra tối hôm đó kể cho bạn thân nghe. Cô ấy nghe xong liền hãi hùng khiếp vía. Bạn tôi liên tục cảm thấy may mắn cho tôi, còn nói có lẽ đứa trẻ đó đã cứu tôi. Thế nhưng tôi kể đến đêm hôm tôi làm mất lá bùa vàng, cô ấy bỗng thở ra một hơi lạnh sau lưng tôi. Có điều sau đó bạn thân tôi nói, bây giờ cậu đã ở trường xa rồi, trời cao hoàng đế lại xa, đừng lo lắng nữa. Tôi thực sự không lo lắng, trong lòng thầm nghĩ thứ đó làm thế nào cũng không thể đuổi tới đây. Vậy nhưng sau đó tôi mới biết, thực sự là bản thân nghĩ nhiều rồi. Có một số thứ hoàn toàn không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Tôi vẫn ở trường xa đến năm thứ 3, thứ đó lại đến tìm tôi lần nữa. Trước đó mẹ tôi còn gọi điện thoại nói, khu tứ hợp viện lúc trước chúng tôi đã bị tháo dỡ, bây giờ khu đó được mở rộng, trở thành một trung tâm thương mại. Tôi thầm vui mừng, cảm thấy cuối cùng cũng dỡ bỏ rồi, trong lòng đặc biệt vui. Nguyên nhân khiến tôi vui mừng là vì tôi luôn cho rằng khu tứ hợp viện đó là nơi trú ẩn thứ kia. Giờ tứ hợp viện không còn, thứ đó cũng nên chết đi hoặc chuyển đến nơi khác rồi. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy chẳng còn việc gì có thể tốt hơn chuyện này được nữa. Vậy nhưng tôi vui mừng đã qua sớm rồi. Mùa hè năm đó, trường sa mưa triền miên. Khoảng thời gian ấy công việc của tôi cũng rất bận rộn. Việc một vài người ở lại tăng ca trở thành chuyện như cơm bữa. Tôi thường phải bận đến 11-12 giờ mới về nhà. Bản thân tôi thì thoải mái hơn, mặc dù cũng là 11-12 giờ, nhưng người ta là làm việc ở hộp đêm. Tôi không biết có phải do mình tăng ca đến ngớ ngẩn hay bởi nguyên do nào khác. Tôi cứ cảm thấy khoảng thời gian đó bầu không khí trong công ty đó có chút kỳ dị. Nhưng tôi không biết chắc sự kỳ lạ ấy đến từ đâu. Có lẽ là do ánh đèn quá mờ, cũng có lẽ là do thang máy lúc hoạt động lúc không, hoặc là tượng quan công cầm đao đột nhiên bị gãy. Tượng quan công này rất được sếp tôi coi trọng, không nói đến việc mỗi ngày đều thắp hương, mà mùng một ngày rằm đều sẽ cung kính chay tịnh. Ông ấy nói từ lúc công ty thành lập đến nay đã thờ cúng già bộ Lam Bồ Tát. Sau đó tôi mới biết già Lam Bồ Tát là tên gọi của tượng quan công. Sếp còn nói già Lam Bồ Tát này rất linh, vẫn luôn phù hộ cho ông. Năm ngoái ông ấy bị tai nạn xe hơi, mặt trước chiếc xe bị đâm nát, vậy mà người lại hoàn toàn không sao, chỉ chảy sức nhẹ ở trên mặt. Sếp tôi nói đó là có già Lam Bồ Tát phù hộ. Nhưng mà từ đầu tôi đã cảm thấy tất cả những chuyện này có gì đó không bình thường, nhất là lúc cây đao trên tay quan công bị gãy. Cây đao gãy trượt từ tay rơi xuống đất. Sếp tôi nhìn thấy cảnh tượng này không ngừng cúi người quỳ lại, lại xong còn không ngừng nhắc mãi đến tới lễ tạ thần. Nhưng khi nhìn thấy cây đao gỗ bị gãy kia, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên hôm ấy tôi đi thang máy xuống đến bãi đậu xe thì xảy ra chuyện. Bãi đậu xe nằm ở tầng 1 và 2. Tôi nhớ rõ mình đã bấm thang máy xuống tầng 1, nhưng nó căn bản không dừng lại ở tầng 1. Một người đồng nghiệp đi cùng tôi đã mất rất ngao ngán nói cái thang máy này bệnh cũ tái phát nữa rồi. Tôi mới nhận ra trước đó thang máy này cũng đã xảy ra vấn đề. Hôm đó khi thang máy gặp sự cố, tôi nghĩ có lẽ là tình cờ. Nhưng tối hôm sau nó lại chạy xuống tầng hầm lần nữa. Tôi liền biết đây tuyệt đối không phải là tình cờ, bởi vì lúc ở dưới tầng hầm tôi nghe rõ tiếng chân trần chạy tới chạy lui quen thuộc. Do đang đứng dưới tầng hầm trống không, âm thanh được khuếch trương lớn hơn. Ngay khi tiếng bước chân đó xuất hiện đã gây nên âm vang vô cùng lớn. Lúc đó toàn thân tôi đều nổi da gà. Tối đó tôi chỉ đi có một mình. Tôi điên cuồng ấn thang máy nhưng nó vẫn dừng lại ở tầng hầm. Tôi có ấn thế nào thì cái thang máy này vẫn đóng lại, sau đó liền mở ra, lặp lại nhiều lần. Tôi bỗng chốc hoảng loạn, đang lúc do dự không biết có nên đi ra khỏi thang máy hay không, tôi liền cảm thấy thang máy đang rơi xuống. Ngay sau đó cửa từ từ đóng lại. Thang máy đột nhiên chạy xuống, chỉ có thể là do thang máy bên dưới có người. Nhưng lúc này thang máy chỉ có một mình tôi. Sau khi cửa đóng lại, tôi muốn ra ngoài lại không ra được. Đèn ở tầng 1 vẫn luôn sáng, nhưng thang máy lại không hề mở ra khi đến tầng 1. Thay vào đó nó có một mạch chạy lên đến tầng trên cùng, tầng 28. Khi lên đến tầng trên cùng của thang máy, chậm chậm chạp mở ra,
bên ngoài một mảng tối đen như mực. Tòa nhà của chúng tôi tương đối nổi tiếng ở Trường Sa, đương nhiên bây giờ xem ra đã là tòa nhà cũ, nhưng mấy năm trước vẫn còn khá mới. Nguyên do cũng bởi là vì ở đây liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Cũng vì những chuyện kỳ quái này cho nên giá thuê nhà rất rẻ. Đây cũng là lý do khiến sếp của chúng tôi chọn chỗ này lập công ty. Sau khi thang máy mở, tôi vô cùng hoảng loạn, tay chân luống cuống liên tục ấn nút bên trong thang máy. Thế nhưng bất luận tôi có ấn thế nào, nó vẫn cứ đứng im một chỗ, bất động. Đứng trước tình huống này, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi vốn muốn ra khỏi thang máy, thế nhưng đèn bên trong bắt đầu chớp tắt liên tục. Sau đó thang máy rung chuyển. Trong lòng tôi sợ chết đi được, liền lăn người ra khỏi thang máy. Sau khi ra ngoài, cửa thang máy ầm một tiếng đóng sầm lại sau lưng tôi, sau đó phát ra tiếng âm thanh ken két đi xuống. Tôi chưa bao giờ lên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng chúng tôi. Nghe nói nó vẫn luôn đang sửa chữa. Có điều tôi nghe được một số người nói nơi này vốn dĩ là một công ty rất nổi tiếng, nhưng sau đó xảy ra chuyện, ông chủ đột nhiên giết cả nhà rồi nhảy lầu tự sát. Từ đó về sau, tầng lầu này liên tiếp gặp những chuyện phiền phức. Đầu tiên là một người làm tăng ca trông thấy hai đứa trẻ chơi đá bóng trong nhà vệ sinh. Lại có một ông cụ nghe thấy tiếng cười quái dị ở hành lang. Đương nhiên những thứ đó đều là nghe kể lại, không biết là thật hay giả. Tuy nhiên không có công ty nào làm việc trên tầng lầu này được quá nửa năm cả. Điều này thì là thật. Vấn đề này sếp đã đích thân nói với chúng tôi. Ông ấy còn nói không có việc gì thì đừng lên đó, bởi vì sau khi người đàn ông đó tự sát, lại có thêm hai ông chủ nữa cũng nhảy xuống từ tầng lầu này. Đặc biệt từ năm 2008 đã chết liên tiếp 4-5 người. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng mình đang nghe kể chuyện phiếm, tất cả đều không được cho là thật, nên cũng không quá coi trọng, nhưng cũng thực sự chưa từng đi đến nơi này. Vì sau năm 2008 không có công ty nào dám thuê nơi này nữa, nên tầng thượng đã bị bỏ hoang. Vậy nên lúc này khi đang đứng ở đây, tôi đột nhiên nhớ lại những lời sếp đã nói. Hơn nữa sau khi thang máy đi xuống, tôi nghe thấy rõ ràng trên hành lang vọng lại tiếng cười của một người phụ nữ. Tiếng cười nghe rất rõ, nói là tiếng cười, nhưng nghe vào tai lại có cảm giác rất là thê lương và cô tịch. Nghe được tiếng cười đó, tôi gần như muốn ngất đi. Có điều tôi đã bị thứ đó hù dọa trong nhiều năm, cho nên đối với những việc này ít nhiều vẫn có khả năng miễn dịch. Sau khi tiếng cười đó dừng hẳn, tôi lấy điện thoại ra, mượn chút ánh sáng yếu ớt, bắt đầu ấn nút thang máy một cách điên cuồng. Thế nhưng tôi liên tục ấn nút, cái thang máy đó vẫn không có dấu hiệu đi lên. Ngay lúc này, một giọng nói trẻ con vang lên bên tai tôi. Chị ơi, thang máy này bị hỏng rồi. Giọng nói của đứa trẻ đó vô thanh vô thức. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy một đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi đang đứng phía sau tôi, cách tôi một đoạn không xa, nhìn tôi với vẻ mặt vô hồn. Không nhìn thằng bé đó còn đỡ, vừa nhìn nó, tim tôi đập muốn nhảy ra ngoài. Đứa bé đó vóc người nhỏ nhắn, thân thể rách nát, trên mặt là một mảng tím đen. Cũng không biết do ánh sáng hay do nguyên nhân nào khác, đôi mắt đó căn bản không nhìn thấy chồng đâu cả. Thằng bé nói cô đâu xong thì không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi. Tôi không biết phải làm sao để nói chuyện với nó và nên nói cái gì. Chính lúc này, một cô bé tầm 7-8 tuổi mặc một bộ váy đỏ từ sau lưng cậu bé đi tới, khẽ gọi một tiếng, em trai. Trong bóng tối, cậu bé liếc nhìn cô gái mới đến một cái rồi xoay người đi theo cô bé. Sau khi hai đứa trẻ bỏ đi, sức lực trên người tôi yếu dần, không đứng vững được nữa. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, không biết hai đứa trẻ khi nãy rốt cuộc là thứ gì. Phải mất một lúc tôi mới bình thường trở lại. Quý nghĩ đầu tiên của tôi lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi nghĩ xong điều này, tôi mới cảm thấy mình sống trở lại, não cũng có thể hoạt động. Tôi muốn tranh thủ thời gian tìm thang bộ. Tôi vừa lấy chiếc cặp rơi dưới đất, lập tức đứng dậy, nhắm ngược hướng hai đứa trẻ vừa đi mà rời đi chạy. Tôi nhớ là mình cũng đã kiểm tra giờ. Trên điện thoại hiển thị 11:41. Thiết bị lắp đặt trên tầng cao nhất này xem ra cũng không tệ. Trên các bức tường nối liền hành lang đều được dán giấy dán tường. Mặc dù giấy dán đều đã cũ nhưng vẫn không bị bong chóc nhiều. Chỉ có tấm thạch cao trên đỉnh đầu bị rơi xuống vài miếng, để lộ ra những lỗ đen hình vuông. Tiếng gió thổi vù vù phát ra từ lỗ đen, như có thể sẽ có thứ gì đó chui ra từ chỗ này bất cứ lúc nào. Hai bên hành lang đều là cửa gỗ, khắp nơi trên đó đều có dấu vết cháy đen. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi ở trên hành lang lảo đảo chạy một mạch, đến gần cuối đường vẫn không thấy cửa thoát hiểm đâu.
Đang lúc sắp tuyệt vọng, chỗ ngã rẽ chợt xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Trên cửa viết bốn chữ: lối ra an toàn. Tôi đưa tay đẩy cửa rồi lao nhanh xuống cầu thang. Cái cầu thang này dường như sâu vô tận. Tôi chạy rất lâu mới đến được phía cuối cùng. Đến nơi tôi nhìn thấy trên tường viết số 28. Khi nhìn thấy con số này, tôi bỗng chốc rùng mình. Tại sao tôi đã chạy xuống lầu này nãy giờ nhưng ở đây vẫn là tầng 28? Lúc đó trong lòng tôi rất sợ hãi, không còn quan tâm nhiều như vậy nữa, tiếp tục chạy xuống. Thế nhưng chuyện quái quỷ này đã xảy ra. Bất luận là tôi chạy xuống bao nhiêu tầng thì trên tường vẫn viết con số 28. Trước nay tôi chưa từng gặp phải loại tình huống thế này bao giờ. Nghĩ đến thứ đó, trong lòng tôi nổi lên một trận oan ức, cảm thấy ông trời sao có thể đối xử với tôi như vậy. Tôi đứng trước chữ số 28 viết trên tường mà khóc lớn, thầm nghĩ bố mẹ mau mau đến cứu con. Nhưng không hiểu tại sao đột nhiên tôi lại nghĩ đến Lưu Dương. Tôi cũng không biết vì sao đột nhiên lại nhớ đến người này. Dù sao thì trong cả đời này cũng chỉ gặp nhau có một lần. Bố mẹ tôi mong nhớ trong lòng không xuất hiện. Tiếng chân trần chạy trên nền đất lại tới, lộp cộp, lộp cộp. Âm thanh chuyển tới từ phía dưới, lầu. Tiếng bước chân trên lối đi cầu thang dội lại, đặc biệt là vang vọng. Tôi cực kỳ sợ hãi trước âm thanh này, không dám đi xuống dưới lầu nữa, chỉ có thể xoay người chạy ngược lên. Nhưng lúc nãy khi chạy xuống dưới, tôi đã mệt đến đứt hơi rồi. Hiện giờ chỉ chạy lên được 2 tầng, mồ hôi liền tuôn ra như mưa, chân cẳng run lẩy bẩy đến mức không thể bước nổi thêm bước nào nữa. Thế nhưng phía sau lưng tôi lại chuyển đến từng tiếng lộp cộp, từng bước chân tới gần. Mỗi một tiếng đều như đánh vào trái tim tôi. Tôi chống tay lên thở dốc, thở hổn hển một lúc, sau đó mở cửa thoát hiểm ra ngoài. Vốn nghĩ sau khi ra ngoài vẫn là tầng thượng, nhưng sau đó mới phát hiện ra thế mà không phải. Cũng không biết đây là tầng của công ty nào. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, bên trong bức tường kính trong suốt là những vị trí làm việc được sắp xếp một cách ngăn nắp gọn gàng. Cửa kính cũng đang mở lớn, thế nhưng bên trong không có người. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn thấy bình ổn hơn đôi chút, bởi vì ít nhất vẫn còn có ánh đèn. Vả lạ, hiện giờ đã hơn 11 giờ đêm, công ty có người mới là chuyện lạ. Nhiều nhất thì cũng chỉ có vài người ở lại tăng ca. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi cánh cửa thoát hiểm ầm một tiếng đột ngột mở ra, tôi bỗng bị dọa nhảy dựng lên. Tôi quay đầu nhìn lại, không thấy gì cả. Tôi biết thứ đó lại đến rồi. Không hiểu tại sao tôi đã chạy xa như vậy, suốt 2 năm qua đều không dám quay về nhà, thế mà thứ này vẫn tìm đến tôi. Nhưng đây đã là vấn đề mà tôi không thể giải đáp rõ ràng được nữa rồi. Nó đã đuổi tới đây. Bây giờ tôi phải làm cách nào để chạy ra ngoài được? Đó mới là điều quan trọng. Tôi nghĩ cũng không nghĩ, lại chạy về phía thang máy. Thế nhưng còn chưa chạy được đến nơi đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng chân trần lộp cộp, lộp cộp. Tôi không ngờ thứ đó lại đuổi đến nhanh như vậy. Đang lúc không biết làm thế nào, đột nhiên nghe thấy tiếng có người nói chuyện. Có người. Nghe được âm thanh đó, tôi mừng như điên, lần theo tiếng nói bắt đầu tìm kiếm. Tiếng nói là của một nam một nữ. Lúc tôi sắp tìm ra thì phát hiện hai người họ không phải là đang nói chuyện mà đang cãi nhau rất kịch liệt. Tốc độ nói của họ rất nhanh, nói tới nói lui, hình như là về vấn đề tình cảm. Vốn dĩ tôi không nên xen vào chuyện cãi nhau của người khác, nhưng tiếng bước chân phía sau càng làm tôi sợ hãi. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Đến cửa phòng làm việc, tôi không chút do dự chạy thẳng vào trong. Vào đến nơi mới phát hiện có 2 đứa trẻ đang ngồi trên ghế sofa bên ngoài. 2 đứa trẻ trông rất dễ thương, một trai một gái. Bé trai tầm 5-6 tuổi, bé gái thì tầm 7-8 tuổi. Bé trai mặc một chiếc áo phông màu vàng và quần đùi màu xám. Bé gái mặc váy đỏ, trên đầu cài một chiếc kẹp bướm màu hồng phấn. 2 đứa trẻ thấy tôi cũng không có phản ứng gì, chỉ liếc nhìn một cái, không nói câu nào. Nhìn 2 đứa trẻ này, tôi cảm thấy có chút kỳ quái, dường như đã thấy qua ở đâu rồi. Thế nhưng lúc đó do quá sợ hãi, tôi không thể nhớ ra được. Sau khi nhìn thấy 2 đứa trẻ, trong lòng tôi mới nhớ thở, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù sao cũng có người rồi, thứ đó sẽ không dám chạy đến đây nữa. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán, tiếng bước chân lộp cộp đó đã đến ngoài cửa phòng làm việc rồi nhưng vẫn chưa chịu dừng lại. Ngay lúc tôi cho rằng bước chân ấy sẽ tiến vào trong, lại nghe thấy tiếng âm thanh lộp cộp từ trước cửa sượt qua, hướng về phía xa xa đi mất. Nghe được tiếng chân từng bước đi khỏi, tôi thả lỏng người, ngồi phịch xuống đất. Sau đó lớn tiếng khóc. 2 đứa trẻ đó dường như không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy tôi khóc, vẫn tiếp tục im lặng ngồi đó, biểu cảm trên mặt không đổi. Tuy rằng chúng không có biểu hiện gì, nhưng người lớn trong phòng có lẽ đã nghe thấy.
Kế đó có người đẩy cửa bước ra. Một người phụ nữ chạc 30 tuổi từ bên trong bước ra. Trên người mặc một bộ quần áo lao động giản dị. Người đó nhìn tôi, nét mặt cũng không có biểu cảm gì cả. Liếc mắt một cái tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra bên trong đã vang lên tiếng gắt gỏng của một người đàn ông. Tôi chịu cực, chịu khổ vì công việc, vì gia đình này. Thế nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được là gì? Là cô ở sau lưng tôi lăng nhăng với người khác. Ông ta nói xong, bên cạnh vang lên tiếng cười khẩy của một người phụ nữ. Tôi lăng nhăng với người khác, anh đừng có ngậm máu phun người. Tiểu Lưu là thế nào? Chuyện trên bức ảnh là thế nào? Anh có thể nói rõ cho tôi được không? Ồ, anh được phép ở ngoài tung tăng bay lượn, lại không cho tôi ở ngoài hái hoa họa dại. Anh chịu nhiều cực khổ. Cực khổ của anh là suốt 2 tháng không về nhà lấy một lần. Anh còn nhớ là anh có ngôi nhà này hay không đấy? Người đàn ông nghe xong những lời này dường như rất tức giận, nhảy cẫng lên, mắng chửi. Đồ tiện nhân, tôi là đi xã giao, không giống như cô trực tiếp nuôi luôn một tên tiểu tử trắng trẻo. Vừa tặng xe lại vừa tặng đồng hồ. Những đồng tiền đó là của ai? Của ai? Tất cả đều là của tôi, là của tôi. Cô có biết số tiền đó làm như thế nào, là vất vả như thế nào không? Đều là tôi cực khổ kiếm ra. Cô tiêu tiền là tự mình kiếm ra à? Người phụ nữ cười lạnh. Xã giao ư? Xã giao? Có thể lòi ra thêm một đứa con gái 2 tuổi. Chuyện này thật là, nếu không phải người khác nói cho tôi biết, tôi còn cho rằng anh thực sự ra ngoài xã giao đó. Người đàn ông nghe được những lời này bỗng chốc nổi trận lôi đình, đưa ngón tay trắng trợn chỉ vào đứa trẻ đang ngồi trên sofa nói. Tôi xã giao ra một đứa trẻ, vậy thì cô nói cho tôi biết, hai đứa đang ngồi trên sofa đó, đứa nào là con tôi, cô nói thử xem. Nghe thấy câu này, người phụ nữ ôm lấy cánh tay mình sau đó nói. Đứa nào là con của anh? Anh còn mặt mũi để nói ra câu này sao? Ban đầu khi đẩy tôi vào trong vòng tay của cục trưởng Tống, sao anh không nói câu này? Còn tệ, hứa sắt son với tôi rằng mọi thứ vẫn giống như trước. Họ Hoàng, anh cũng không nghĩ đến vì sao anh lại được như ngày hôm nay. Không phải là tôi đi ngủ với từng người một, cầu xin từng người một. Anh làm gì có điều nhiều khoản vay đến như vậy? Lấy đâu ra nhiều hạng mục như vậy? Lương tâm của anh bị chó ăn mất rồi à? Người đàn ông bên trong gào lên. Đủ rồi, đủ rồi, cô đủ rồi. Người phụ nữ nhìn thấy dáng vẻ này, khẽ hừ một tiếng sau đó nói. Chúng ta cũng đừng tranh cãi nữa, cứ tìm người phân xử đi, xem rốt cuộc ai đúng ai sai. Cô ta nói xong đột nhiên kêu tôi một tiếng. Em gái, em đến đây giúp chị một việc. Nghe thấy có người gọi mình đến phân xử, lúc đó tôi có chút luống cuống, trong lòng không muốn. Thế nhưng nghĩ đến việc thứ đó đang ở bên ngoài, chuyện bên trong này cũng không có cách nào trốn tránh. Tôi đành đứng lên bước tới chỗ người phụ nữ. Tuy nhiên lúc tôi bước ra phía đó, hai đứa trẻ trên sofa liên tục lắc đầu với tôi. Nhìn thấy hai đứa trẻ lắc đầu nguầy nguậy, tôi cũng không biết chúng có ý gì, còn cho rằng chúng không muốn để tôi phân xử chuyện này. Ai có thể ngờ tới lại là vì chuyện của người khác. Khi tôi tới gần nơi, người phụ nữ kéo tôi lại, chỉ tay vào người đàn ông trong phòng đang quay lưng về phía tôi nói. Em gái, em nói thử xem. Lúc đầu chị vì anh ta hy sinh nhiều như vậy, anh ta bây giờ lại ở sau lưng chị tìm người phụ nữ khác. Em nói xem người này có xứng đáng với chị không? Thực ra những lời người đàn ông này nói trước đó tôi cũng nghe thấy rồi. Tôi thầm nghĩ cô cũng ở bên ngoài tìm đàn ông không phải sao? Hơn nữa theo lời người đàn ông nói thì hai đứa trẻ đang ngồi trên ghế sofa bên ngoài dường như cũng không có quan hệ gì với ông ta. Lúc này tôi cảm thấy câu chuyện này thật sự quá lằng nhằng rồi. Chuyện phân xử này căn bản không thể nào xử nổi. Thế nên sau khi người phụ nữ nói xong, trong một lúc tôi không biết phải mở miệng thế nào. Nhưng mà bàn tay lạnh ngắt của cô ta đã nắm chặt lấy tay tôi, liên tục bắt tôi nói. Tôi càng không nói, cô ta càng ghi chặt đến cuối cùng. Người phụ nữ cơ hồ nổi cơn cuồng loạn, gào lên dữ tợn bắt tôi phải phân xử. Tôi bị cô ta dọa cho mất hồn. Người phụ nữ càng nói càng tức giận, về sau dường như mất hết lý trí. Một lát chỉ vào tôi mắng, mắng tôi là người thứ ba phá hoại gia đình người khác. Lát sau lại chỉ vào người đàn ông mắng, mắng ông ta không phải là người, không có lương tâm. Lúc sau nữa lại mắng đứa nhỏ, nói trẻ con đều là lòng răng lang dạ sói, không biết hiếu thuận với người lớn. Sau đó cả phòng làm việc đều tràn ngập tiếng chửi bới của người phụ nữ.
và cô ta càng chửi càng nặng lời. Tôi sắp không nghe nổi nữa rồi. Đúng lúc này, người đàn ông dường như không chịu nổi nữa, lớn tiếng quát: "Được rồi, cô đủ rồi." Ông ta nói xong quay mặt lại, tức giận đùng đùng nhìn người phụ nữ, gằn từng câu từng chữ: "Bây giờ chúng ta không cần tranh cãi nữa. Dù sao tiền không còn, công ty cũng đã mất, tất cả đều hết rồi, cô có hiểu không? Tôi bây giờ không còn gì cả." Lúc người đàn ông nói những câu này, tôi mới phát hiện trên cổ của ông ta toàn là máu. Từ miệng vết thương trên cổ ông ta nứt ra một đường sâu hoắm, máu huyết đặc sệt không ngừng chảy ra. Lúc đó tôi còn muốn giúp ông ta cầm máu lại, không nghĩ đến vết thương sâu như thế, làm sao người này có thể sống sót được. Vì vậy, khi tôi cởi áo ngoài quấn lên cổ ông ấy, người đàn ông nắm lấy tay tôi nói: "Tiểu Chiết, anh biết trên thế gian này chỉ có em là tốt với anh. Anh đã quá thất vọng với thế giới này rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi." Tôi nghe ông ấy nói xong lời này, trong đầu chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện đã xảy ra. Sau đó nhận ra thế giới này cũng thật sự khiến tôi quá thất vọng. Tôi không những phải luôn trốn tránh mọi thứ, ngay cả Lý Hải Ninh cũng đối xử với tôi như vậy. Thêm nữa, tôi rời xa bố mẹ đã lâu, họ cũng chưa một lần đến thăm tôi. Nghĩ đến đây, tôi liền cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Trong lòng chỉ nghĩ, hay là cứ dứt khoát chết đi, thế giới này đã không còn thứ gì đáng để tôi lưu luyến nữa rồi. Vì thế tôi gật đầu với người đàn ông rồi nói: "Chúng ta đi thôi, rời khỏi thế giới này." Nói xong tôi cùng ông ta bước đến cửa sổ. Đến nơi tôi đập vỡ cửa kính, sau đó nghĩ đến việc muốn trèo lên. Lúc này tiếng lộp cộp đột nhiên vang lên bên tai tôi. Nghe thấy nó, tôi lập tức rùng mình, cả người phát run lẩy bẩy. Chính cái rùng mình này đã đưa tôi trở về thực tại. Tôi mở mắt ra, mới thấy mình đang đứng ở bên cửa sổ của tầng 28. Gió bên ngoài không ngừng đập vào cửa kính, vang lên tiếng ầm ầm. Dưới lầu là vài ngọn đèn loang lổ cùng mấy chiếc xe hơi lao vụt qua. Phòng làm việc nơi tôi đang đứng hiện giờ đã là một mảng đen mơ hồ. Không có ánh đèn, không có bàn ghế, càng không có người đàn ông hay người phụ nữ nào cả, cũng không có hai đứa trẻ. Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn đang ở tầng 28. Chỉ là làm cách nào tôi đã bước vào phòng làm việc, làm cách nào lại đứng bên cửa sổ, tôi thật sự không nhớ rõ. Điều duy nhất rõ ràng đó là sự thất vọng hoàn toàn bao trùm lấy tôi. Sau khi tỉnh táo trở lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy đó là một bóng đen đứng cách đó không xa, thấp thấp, đứng trong bóng tối bất động. Nhìn thấy bóng đen này, tôi biết ngay chính là thứ đã quấy nhiễu tôi ngày đêm. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó một cách rõ ràng, cũng là lần đầu tiên đối mặt với nó. Nói không sợ hãi thì chính là nói dối. Thế nhưng lúc này tôi không biết nên làm thế nào nữa. Mặc dù nó vừa kéo tôi ra khỏi quỷ môn quan. Lúc đó tôi nghĩ ban nãy không bằng mình cứ nhảy lầu chết đi cho rồi, cũng đỡ hơn phải đối mặt với thứ này. Sự sợ hãi mà nó mang đến cho tôi so với sự sợ hãi mà những thứ khác mang đến đều mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói đáng sợ hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Đến nỗi tôi nghĩ đến gia đình bốn người vừa gặp lúc nãy, cảm thấy cả bốn người họ cùng xuất hiện cũng không đáng sợ bằng đứa con gái thấp bé đang đứng trước mặt tôi đây. Nó đứng đó một lúc trong bóng tối, tét miệng cười để lộ ra hàm răng trắng toát, nhìn tôi cười cười, sau đó từ từ bước về phía tôi. Không phải là bước tới mà là bò tới. Thứ đó không có chân, cả người nằm ở trên sàn nhà, hai tay bắt chéo vào nhau nhanh nhẹn bò trên mặt sàn, tạo ra âm thanh lộp bộp. Tôi vốn dĩ cho rằng âm thanh là tiếng chân trần chạy trên nền đất, giờ mới nhận ra đó chỉ là do hai tay thay phiên liền tiến lùi nhanh trên sàn, dùng sức đập lên đất phát ra âm thanh như vậy. Hai tay nó gắng sức đập xuống nền đất, kéo cả cơ thể di chuyển về phía trước. Bởi vì cả hai cánh tay đều phải dùng lực, cho nên cái cổ cũng theo lực đó duỗi về phía trước. Đôi mắt đen nhánh ẩn hiện trong mớ tóc rối tung nhìn chằm chằm tôi cười, hàm răng trắng tinh nhe ra, trong cổ phát ra tiếng cục cục. Tôi đứng bất động nhìn đứa bé đó bò về phía mình, không biết phải làm gì, cả người vô lực, ngay cả nhấc chân lên cũng quên mất. Sau đó tôi nghĩ, nếu như không có kỳ tích xảy ra, tôi thật sự căn bản không có hy vọng trốn thoát. Thế nhưng kỳ tích thực sự đã đến, đó là có hai bảo vệ đi tới, trên tay cầm hai đèn pin, nhìn tôi đứng một mình trong góc phòng làm việc. Hai người họ hét lên: "Cô đang làm gì ở đây vậy?" Lúc bảo vệ lên tiếng, đứa bé gái đang bò trên đất bỗng nhiên biến mất. Bây giờ tôi mới có thể cử động được. Hôm đó hai người bảo vệ theo lệ thường mỗi tháng đến đây kiểm tra, tình cờ bắt gặp được tôi. Trong chốt bảo an, tôi òa khóc nức nở. Các nhân viên ở trong phòng ba người thay phiên nhau đưa khăn giấy cũng không đủ. Tôi khóc hơn nửa tiếng đồng hồ,
khóc đến mọi người bên trong đều có hơi mất kiên nhẫn, khóc đến bản thân còn không nghĩ đến chuyện về nhà. Lúc đó chỉ nghĩ muốn ở lại đây cùng các nhân viên bảo vệ. Lúc bạn thân của tôi tìm đến, những người bảo vệ này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn tới tấp hướng về phía cô ấy khen tôi có khí lực dồi dào. Về đến nhà, tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra tối hôm nay cho bạn nghe. Cô ấy nghe xong thở hắt ra một hơi, hỏi tôi tiếp sau đây cậu định thế nào. Tôi nói với cô ấy tôi phải chạy trốn, không thể tiếp tục ở lại Trường Sa được nữa. Hết tập 3, mời quý vị và các bạn nghe tập 4. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.